Sau đây tôi hướng dẫn cách chúng ta sử dụng câu lệnh SQL Select để nối hai cái bảng dữ liệu, một cái bảng dữ liệu thuộc tính có sẵn ở trên dữ liệu của MapInfo và một cái bảng dữ liệu mà chúng ta vừa mới import từ Excel trở vào. Trong tình huống này là tôi có cái bảng Yên Bái huyện và cái bảng dân số thành thị nông thôn. Sau đây tôi sử dụng cái câu lệnh Query SQL Select. Ở phần From Table, chúng ta chọn table, chọn hai cái lớp mà chúng ta cần phải match dữ liệu với nhau. Nhất đó là Yên Bái huyện, thứ hai đó là dân số thành thị nông thôn. Ở phần Where Condition chính là tìm cái điều kiện để cho hai cái bảng này nó match với nhau. Thì ở trong hai cái bảng dữ liệu này ta thấy là có cái một cái trường chìa khóa chung, đó là cái trường tên là huyện. Vì thế là ta sẽ phải tìm Yên Bái huyện chấm huyện bằng dân số thành thị nông thôn chấm huyện. Đấy, thì đấy là cái điều kiện mà để cho nó match với nhau. Yên Bái huyện chấm huyện này, operation bằng này, và một cái trường thứ hai đó là dân số thành thị nông thôn chấm huyện. Như vậy là nó sẽ tự nhìn được cái sự tương ứng giữa hai cái bảng này để mà nó match dữ liệu. Ta kích chọn browser result để nó hiện ra một cái query mới cho phép chúng ta nhìn được cái kết quả đó. Người ta thấy rằng là ở đây hai cái bảng dữ liệu chúng ta có bao nhiêu trường thì cái query mà chúng ta vừa tạo ra đó sẽ bao gồm tất cả dữ liệu đó. Thì đây, chứ các bạn chỉ cần là chọn file save as, save copy as này, sau đó chọn cái tên query mà chúng ta vừa làm, ở đây của tôi là query 2, save as, đặt tên một cái lớp dữ liệu mới, ví dụ như là IB update chẳng hạn, Yên Bái update, được chưa? Save lại. Sau đây chúng ta mở cái lớp đó ra, open Yên Bái update đây, current mapper. Chúng ta kiểm tra ở trong layer control, ta thấy là có một cái lớp là Yên Bái update. Ok, bây giờ là chúng ta tạo cái biểu đồ từ cái lớp mà chúng ta vừa mới import vào. Map này, create thematic map, vẫn là phương pháp bar chart. Next, ở đây chọn là Yên Bái update, tìm các cái trường cần biên tập bản đồ, add. Next, phần này chúng ta sửa một chút, 0.5 chẳng hạn, ứng với 5.000 người. Độ rộng của tôi chọn là 0.3 thôi, chiều cao là 0.5. Độ rộng 0.3 này các bạn nhìn thấy cái cột nó sẽ là hình chữ nhật, trông nó đẹp hơn nhiều so với chúng ta dùng cái hình, cái khối hình vuông. Ok, đây các bạn nhìn. Thì đây là cái kết quả mà sau khi chúng ta có cái việc chỉnh sửa. Và tất nhiên nếu mà nhìn thấy các cái cột biểu đồ nó quá dài thì các bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa được. Chúng ta chỉnh sửa trực tiếp. Style ở đây chúng ta có thể chọn ở đây là 0.5 ứng với 8.000 người chẳng hạn, hoặc là 10.000. Width này của tôi là chọn là 0.3. Đấy, thì đấy là chúng ta có thể là chỉnh sửa theo những cái gọi là giá trị mà chúng ta mong muốn.